Rồi con nói gì là gì với cô chú không Bảo Ân? Dạ con cảm ơn ông bà cô chú. Ừ. Mấy thằng đêm rồi em sợ anh để anh không quay nữa đi rồi em tâm sự riêng với anh. Không cứ nói đi, gì nó thực tế hơn. Nhưng mà vì sao không muốn nhận nữa nói em nghe với. Em thấy vợ chồng em vậy là may mắn lắm rồi đó chứ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Hôm nay thì Bùi Hồ cũng bất ngờ trở lại thăm lại hoàn cảnh gia đình của anh Ve với lại chị Tuyền, nhặt được một đứa bé tên là Bảo Ấn, rất là dễ thương đó cô bác quý anh chị. Và ngày hôm nay thì ngôi nhà cũng khá là khác khi mà cô bác quý anh chị thấy những cái cửa sổ gia đình của anh với chị tự làm những cái lưới để mà che chắn lại nè, cũng như là cái phần ở trên đó nữa kìa cô bác anh chị. Và trước khi vô đây thì Bùi Hồ thấy cái ngôi nhà cũng khá là sạch đẹp luôn, mặc dù là chị đi làm tối ngày nhưng mà anh Ve ở nhà cũng quét dọn nhà cửa nè cô bác anh chị, thấy không, nhìn rất là dễ thương ha. Ở đây có một cái thùng bê nữa nè. Một cái thùng bê là hứng nước mưa hay gì anh? Dạ. Hứng nước mưa hả anh Ve? À, đi ống xuống hứng nước mưa để xài ha, để dùng rửa này rửa kia ha. Mua thêm cái thùng nữa, anh xây luôn hay gì anh Ve? Anh làm dùm ha. Đây cô bác anh chị thấy phần gạch ha, được quét dọn rất là sạch đẹp. Và hình ảnh như thế này thì cô bác anh chị biết là khi mà được ủng hộ á, gia đình của anh Ve với là chị Tuyền nhà bé Bảo Ấn thì mình cũng thấy rất là xứng đáng đúng không? Và mình tiếp tục mình vô đây tí xíu ha cô bác anh chị. Chào anh Ve ha. Dạ. Nhà coi như là hôm nay đầy đủ hết rồi. Yeah. Một lần trước thì có một mạnh thường quân là mua cho cái giường bằng nhôm, nhưng mà anh với chị nói thôi là quét nó bị cực đúng không anh? Dạ yeah, đúng rồi. Phải khơm ở dưới rồi quét bị cực rồi anh chị lau chùi quét dọn nó khó khăn lắm. Dạ yeah, rồi yeah. Anh với chị cũng từ chối luôn. Yeah. Nhà hôm nay là nhà nhìn rất là sạch đúng không cô bác anh chị? Đây là Bảo Ấn với lại Thanh Vi đúng không? Dạ. Yeah. Thanh Vi hai con đang làm gì ạ? Uống nước nhìn dễ thương vậy ha. Đây à, cô bác anh chị thấy đây là cái nhà vệ sinh ha. Sau khi mà được đội của anh Hợp xây lên á, được sự hỗ trợ của quý mạnh thường quân á, thì cái ngôi nhà vệ sinh này chị mua cái phần giấy dán tường á, dán ở ngoài lại à, không em nữa à, lúc trước thì bơi màu trắng nha cô bác anh chị, rồi bây giờ là dán ở ngoài lại à, nhìn ở đây nè. Ô mua cái súng chén mới hả gì anh? Hổm nè anh hổm à, à nhớ em nhớ rồi. Còn đây là chị mua cái kệ này mới đó hả? Dạ. Cái kệ muối đường ngọt ngọt nè. Nhỏ cháu nó mua cho 52 ngàn. À dễ thương này. Dạ. Chắc mua trên mạng quá. Dạ. Đúng không anh? Dạ đúng rồi. Rồi anh đóng thêm cái phần này nữa hả? Dạ. Đóng thêm cái phần để đồ ở đây đó. Gọn gàng ha. Nhìn dễ thương chứ. Nhìn cái phần tường này mà lúc trước là màu trắng nha cô bác anh chị. Nhưng mà sau này chị mua giấy dán tường về sợ cái tường sau này nó bị đen đúng không anh? Dạ mấy đứa nhỏ nó lại nó chơi nó vịnh với nó vẽ này kia đâu á. Dạ. Rồi cô bác anh chị thấy đây nè, cái bồn cũ bây giờ để ở đây để mà dùng để rửa cá đồ đúng không anh? Rửa cá rửa rau củ đồ ở đây. Dạ đúng rồi. Cũng như là mình nấu ăn chỗ này luôn. Nhìn sạch đẹp chứ. Anh thiết kế hay ghê nè. Nhà bán máng móc đồ thấy ngăn nắp ghê ha. Làm cái phần này tận dụng những cái phần tôn cũ mà thấy nó cũng khá là chỉnh chu luôn á. Đây là nhà vệ sinh cô bác anh chị, thấy nhà vệ sinh có khác không? Nhà vệ sinh này chị mua cái thêm trang trí cái phần cái kệ để sau ông nhìn đẹp quá anh Ve. có một cái thùng rác nữa, mua cây lao ở làm. Bây giờ cái cuộc sống gia đình bây giờ thì nó cũng cũng đỡ vất vả hơn nhiều anh Ve ha. Dạ. Mừng dữ ha. Bật giùm em cái đèn với. À, có công tắc chống giật hả cô bác anh chị? Đâu bây giờ cho vô coi cái phòng hôm nay cái dọn dẹp có sạch không? Dạ luôn. Ờ, có cánh cửa nè hả? Em làm nè. Làm đâu chưa? Lấy cái cửa nhà tắm cũ á. Dạ. Em làm lại. Ôi trời, tự làm luôn hả? Dạ. Bằng cây. Đâu. À gọn gàng sạch ha. Chỗ này là tự gia đình mình phát sinh xây thêm phần giềng này nữa đó hả? Dạ, sợ khi mà mình hứng nước á sợ mấy đứa nhỏ nó làm tràn vô đây. Thế mình mới xây
à, hàng cục. Ờ, cho nó đẹp rồi, đẹp rồi. Quá mừng luôn. Thấy giúp một gia đình như vậy là mình thấy vui, vui lây. Yeah. Qua đây ngồi đi anh. Chào chú ơi. À, chào con. Em nó chơi uống hết của con. Ừ. Ừ. Bảo Ấn xuống đây ngồi. Mày xuống đây với ba nè. Ba. Nghỉ hè ở nhà con làm gì à, Bảo Ấn? Con đi chơi. Hả? Con làm gì? Con đi chơi với cháu con. Con đi chơi với cháu con. Rồi có làm gì nữa không? Không hả? Có đi với ba không? Đi leo dừa với ba không? Vậy hả? Vậy hả? Có ngày đi. Thấy nhà mình đẹp hơn ngày xưa không? Đẹp cực kỳ luôn á. Nhìn không ra cái nhà luôn á. Bảo Ấn, thấy nhà mình đẹp hơn ngày xưa không? Đẹp sao nói chú Hồ nghe với. Ừ. TV đó ở đâu á? Người ta cho. Người ta cho hả? Ai cho? Bác sĩ của con á. Con. Bác sĩ cho hả? Con xin giáo bộ thôi mà bác sĩ cũng cho luôn. Cho thẻ con. Có TV coi mừng quá hả? Mừng quá. Ừ. Hôm nay gia đình mình ăn cơm với gì? Ăn cơm nó bình thường với con. Ăn cơm với dẻo nữa. Ăn cơm với canh chua. Cái gì nữa? Với cá kho. Canh chua cá gì? Canh chua cá rô. Với lại cá kho cũng là cá rô nhưng mà canh chua nó ngon bá cháy luôn. Dạ. Hôm nay là mình đi tốn hết bao nhiêu tiền anh Nam? Anh Nam. Dạ. Hôm nay đi tốn hết bao nhiêu tiền? Đi chợ. Hồi sáng sáng gửi chị mua 2 con cá rô, 2 mấy ngàn à. Rau muống thì rau muống cũ trong tủ lạnh bữa trước. Nãy cái mình dạ. Rồi tính ra có 20-30 ngàn à. Rau canh chua rồi này kia. Là ăn được nguyên ngày. Ăn buổi sáng còn chiều mẹ của hai bé nè đi làm về mua đồ ăn mới. Bây giờ thì chi phí ngày nó nhiều không? Thì cũng có bữa vợ để là 100, có bữa thì vợ không để thì mua cái gì đi chiều về vợ trả lại. Rồi có bữa thì 150 là cái chuẩn 150 lợi cho ba cho con. Là có ăn sáng gì không? Dạ, ăn sáng đầy đủ cho ăn, hai nhỏ ăn hợp. Rồi trưa nữa, trưa nó xe đồ ăn thức uống này chạy ngang lại đòi à. Sáng đúng. Họ bán thì họ chạy lồn lồn trong này nè. Dạ. Dạ. Ba. Cuộc sống của mình bây giờ hiện đại ở thời điểm bây giờ thì như thế nào? Thì từ lúc mà có lót gạch nền nhà làm lại gì vậy nè thì nói chung vợ chồng em cảm thấy cái tinh thần nó phấn chấn, nó vui hơn xưa nhiều lắm, chứ là nó nhẹ nhõm người mình đó. Cảm thấy làm cái gì nó cũng phấn khởi chứ. Thấy khỏe hơn trước nhiều. Làm mọi chuyện mình thấy đó. Nó thuận lợi nhiều hơn. Dạ. Hả? Đúng rồi. Làm mọi việc gì nó cũng thấy thuận lợi mà cái tinh thần mình nó được vui á. Nó không có còn, nó bớt gầu gỉ, âu lo như lúc trước nhiều lắm. Vậy hả? Dạ. Cái cảm xúc lúc trước thì chắc nó không? Nó mệt rồi, khi suy nghĩ tới rồi nó cảm thấy nó mệt, nó quởi quải, nó nặng lòng lắm. Giờ thì nhẹ nhiều lắm. Mấy ngày nay còn đi lấy thuốc cho bé Vi không? Chắc cỡ hơn tuần nữa, mới tới tháng mới hết thuốc của nó dựng với anh Hậu này. Chị gọi hả? Dạ. Chị hỏi thăm được bé ăn chưa hay gì? Chị biết em lên không? Sáng biết, sáng em gọi hay chị dạ em hỏi là anh lại chưa đó, anh tới chưa? Vậy hả? Trời ơi, chú ơi, nó xíu. Giờ này chị bán ngày nhiêu? Cũng có 200 mấy à nè. Lấy số tiền mặt hay là thiếu? Có bữa thì thường là đa số lấy thiếu, chiều về mới ghé đại lý rồi đưa tiền luôn. Anh bây giờ leo dừa đồ nhiều không? Có mấy bữa trước có làm được 3 ngày, 4 ngày. Rồi nghỉ tới giờ. Rồi ông mấy bữa trước cũng có đi làm này kia.
lặt vặt tới sớm nữa, người ta kêu này kia nữa, đi tứ xài, tứ gốc xài này kia nữa. Nghỉ cũng nghỉ không đâu, 3 ngày nay rồi, 3 ngày, 4 ngày. Đừng mỗi ngày anh làm được khoảng 150 không? Hơn. Còn chèo chèo cây, chèo dừa thì có bữa được, có bữa hơn. Nó cũng hên xui nữa. Vậy hả? Dạ. Người ta kêu nhiều thì được nhiều, kêu ít được ít. À, bé Ấn, thấy nhà mình đẹp không? Đẹp không? Bây giờ cái cảm xúc của con như thế nào bé Ấn? Vui. Con vui sao, nói xuống hồn em á. Hả? Vui tối lâu nhưng mà con lâu lắm con mới ngủ. Vui tối lâu lắm con mới ngủ hả? Có nghĩa là mình ngắm nhìn ngôi nhà của mình đúng không? Dạ. À, hả? Mẹ vui không? Mẹ con vui luôn, vui. Vui mẹ con coi phim tới nỗi lát mẹ con mới ngủ. Con cũng vui biết chừng nào. Hôm trước thì gia đình mình còn dư ra một số tiền, chắc cũng còn vốn mà đúng không anh? Dạ, nó cũng còn không được nhiều, tại vì em gửi cho bà chị 4 triệu nữa. Rồi dạ. Làm lặt vặt sửa sang nhà cửa, tu bổ cái này kia vô đó, trả vật liệu xây dựng ở trên đó cũng 3 triệu mấy nữa. Dạ. Rồi cũng còn 2 triệu mấy gì vợ nó mua cái này kia, cái này nọ. Ừ. Ba, uống miếng cho đỡ mà. Cũng còn mà ít thôi đúng không? Dạ. Vì có chuyện gì kể chú Hồ nghe mất. Dạ. Có chuyện gì vui cười hoài ạ? Tại vì bữa nay chú Hồ đang con thấy không vui. Hồi nến khờ lắm nè. Gia đình mình cỡ này chắc ăn ngon ngủ yên hơn so với cảm xúc lúc trước ha anh về ha. Dạ đúng rồi. Mừng lắm anh. Ai dạ. Rồi dạ. Chú Hồ. Mừng rồi ban đêm em đi. Em thường ngủ chảy lắm, đi vô đi ra em nhìn cái này cái kia. Rồi không phải cái em sửa lại em thêm cái này nọ. Hàng xóm đừng có nói gì không? Thì cô chú hàng xóm thì cũng chúc mừng mình vậy thôi, chứ cũng thường lợi chơi rồi nói mừng cho gia đình mình may mắn được như vậy là quý. Thật thì Bùi Hồ á, thông tin thật với cô bác với anh chị á, là cũng sau khi giúp đỡ xong một cái hoàn cảnh rồi á thì cũng ít khi nào mà ghé thăm lại, khoảng một năm hay gì muốn quay lại cho cô bác với anh chị biết được rằng cái cuộc sống á, của mỗi gia đình sau khi được giúp đỡ thì có ăn nên làm ra hay không, có sự phát triển hơn so với cái thời gian mà chưa được giúp hay không. Ngày hôm nay thì cũng giống như gia đình của anh Hậu á, cũng quay trở lại đây thì thấy gia đình của anh với chị á, thấy có cuộc sống nó ngăn nắp gọn gàng, mà các thành viên ở trong gia đình á thì nụ cười thì tươi gói à, gia đình thì cũng ai thì cũng phải cần, có phải lao động để kiếm tiền mưu sinh, kể cả Quý Mạnh Thường Quân cũng vậy nữa, nên thành nữ là thôi thì mình còn sức khỏe, gia đình mình còn trẻ, những thành viên còn trẻ nữa, còn sức khỏe chăm cho các bé cho học đến nơi đến chốn. Rồi mình thì ai thôi gì làm đó thì thấy nó cũng hạnh phúc hơn rất nhiều người, đúng không anh? Dạ, đúng rồi. Dạ. Mình không có sợ gì hết, chỉ sợ là mình không có sức khỏe thôi. Có sức khỏe thì mình có thể làm được rất là nhiều việc. Ông bà, cô bác ở sớm thương thì thấy có công chuyện gì đó thì cần thì mượn mình làm, thì người ta khi mình làm người ta trả công cho mình. Nhưng mà hổm mấy ngày trước cũng có nghe người bạn làm chung ở trong bến lúa hỏi cũng khoảng cỡ tháng nữa à, có lúa lại à. Thì khi nào có lúa lại thì em cũng đi về trển làm lúa lại, nó cuộc sống nó ổn hơn. Cuộc sống của mình bây giờ thì cố gắng bơi vào dù được đến đâu hay đó. Yeah. Dư được thì tốt, còn dư được thì cũng đủ sống là cũng hạnh phúc rồi. Có nhiều người, người ta có cuộc sống, người ta không có nhà, có cửa. Hoặc là người ta có được, có
không có được cái tiền nhưng mà không có được cái sức khỏe, mà mình có nhà cửa ổn định, có sức khỏe, cái quan trọng là mình bây giờ là lao động để mà tạo cái đồng tiền thôi. Còn cái việc mà nói đầy đủ hết thì biết làm sao mà đầy đủ hết. Tại vì có những gia đình thì cô bác anh chị biết không, rất là giàu nhưng mà lại không có được sức khỏe. Còn có những cái gia đình đó có khổ đến nỗi mà không có cái nhà đó, rồi có những người sống ở trong ngôi nhà cao cửa rộng nhưng mà chân tay thì bệnh tật thì nó không lành lặn giống như người khác nữa. Nên cái hạnh phúc mọi người nó mỗi khác nhau, nó không giống nhau được. Và quan trọng là em thấy đối với cái gia đình của mình á, là một là có cái được cái sức khỏe, hai là có mái ấm của gia đình, có được sự hạnh phúc đó, và tuổi đời còn rất là trẻ mà được giúp đỡ như vậy á, là cũng rất là may mắn rồi. Người ta giúp cho mình cái cây cần câu chứ không bao giờ người ta giúp cho mình một cái con cá. Tại cá thì mình sẽ ăn rồi hết, còn mình, người ta giúp mình cây cần câu thì mình tự động mình đi câu cá để mình kiếm mình ăn đó. Ngày hôm nay thì thật với cô bác anh chị là Bùi Hồ cũng lên một cách khá là bất ngờ. Sáng nay có điện anh Ve, sợ anh Ve đi leo dừa thôi. Sợ gì thì Bùi Hồ nói cái sự bất ngờ là Bùi Hồ nhận được một số tiền là 2 triệu đồng của một mạnh thường quân, tên viết tên thì chuyển khoản không có dấu nữa. Bùi Hồ quay trở lại trước tóc, quay trở lại trao cho gia đình tại vì sợ quên. Đó là mạnh thường quân tên là không có đầy, không có viết đầy đủ Đâm Nguyễn Lan Anh hay là như thế nào, nhưng mà em biết ba chữ ở đằng sau là Nguyễn Lan Anh, dưới thêm một chữ Đâm hay là như thế nào đó thì em cũng không rành. Nhưng mà bây giờ thì chỉ ghi nội dung chuyển khoản là gửi cho gia đình bé Bảo Ấn 2 triệu đó. Thì ngày hôm nay thì em sẽ đến đây để mà thay mặt quý mạnh thường quân đó gửi ủng hộ cho gia đình của mình. Còn bây giờ thì em không biết là mạnh thường quân nó không có một tin nhắn nào lại cho em hết, nên là nữa em thay mặt cho mạnh thường quân đó để mà gửi cho gia đình của mình, cũng không biết là địa chỉ ở đâu luôn. Nên là nữ là thôi thì cũng mong rằng khi mà cô bác của anh chị gửi á, nhớ chụp màn hình để gửi lại qua Zalo cho Bùi Hồ ha. Chứ Bùi Hồ thì như vậy thì rất là khó xử, không biết gửi cho ai. Còn may là ghi nội dung là để ủng hộ cho gia đình bé Bảo Ấn, nên là nữ ngày hôm nay đến đây để mà trao luôn. Rồi em thay mặt cho bạn hay là anh hay là chị cô tên có tên là Lan Anh để gửi cho gia đình của mình ha. À, nhận rồi. Đưa cho ba. Cái này. Chừ gửi 2 triệu. Con nói là cảm ơn đi. Cảm ơn ông bà cô bác. Ừ. Rồi tiền đó con làm gì Bảo Ấn? Con chiều nay con mua đồ ăn cho mẹ ăn. Rồi con nói gì lời gì với cô chú không Bảo Ấn? Dạ con cảm ơn anh bà cô chú. Ừ, rồi hai bạn con nhỏ quá, giao lời cho ba. Dạ con nhỏ mà không có giữ được. Đúng rồi. Không giữ được mà suốt ngày. Thường là ai giữ? Thường là ai giữ Bảo Ấn? Dạ ba. Mỗi lần ba. Rồi con nói lời gì là cảm ơn lại đi. Dạ con cảm ơn bà cô chú. Dạ. Dạ con cảm ơn bà cô chú. Ừ, anh có nói là nào không? Em cảm ơn anh hay này, anh hay chị? Ừ, chắc Lan Anh là chắc nữ á. Em nghĩ là vậy á. Em cảm ơn chị Lan Anh giúp đỡ gia đình em. Cảm ơn nhiều. Em vợ chồng cũng may mắn lắm mới được sự giúp đỡ của chị. À. Dạ. Vậy là mình cũng giúp cũng được nhiều ha. Dạ. Đời trước giờ mạnh thường quân giúp sửa nhà rồi sửa cái nhà vệ sinh cũng chú, nhiều rồi chú ơi, chắc bữa nay đãi chú em... đi cà phê sữa luôn á. Thôi chú không uống đâu. Một lần nữa thì chắc có lẽ là Bùi Hồ xin thay mặt cho gia đình của bé Bảo Ấn cảm ơn mạnh thường quân tên là Nguyễn Lan Anh đã hỗ trợ cho hoàn cảnh của gia đình của anh Ve, chị Tiền, bé Bảo Ấn cũng như là bé Thanh Vi rất là nhiều để có số vốn để mà tiếp tục hỗ trợ làm ăn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là quay bao nhiêu đó để cho cô bác các anh chị biết được rằng cái cuộc sống hiện tại của gia đình, và cũng như là lên thăm bất ngờ để cho cô bác các anh chị biết được luôn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ xin chào và hẹn gặp lại cô bác các anh chị ở video clip sau ha. Máy bay luôn. Máy bay hả? Tâm nguyện hai chồng em á là hổng gài cũng nói là
hoàn cảnh gia đình của mình á, dù là ổn dữ lắm rồi. Cũng nhìn xuống cũng nhiều hoàn cảnh gia đình khác khó khăn hơn mình nhiều lắm. Sao có ai Mạnh Thường Quân á, có cần giúp đỡ thì anh nhận số tiền đó để giúp cho những gia đình khác, cho vợ chồng em dựng. Chứ vợ chồng em không, thật sự là không muốn nhận nữa. Không muốn nhận nữa. Dạ, tự mình phấn đấu lên gì là được, ổn lắm rồi. Ôi trời ơi, anh với chị nói vậy đó hả? Thằng Ngữ nãy anh đưa 2 triệu em cầm tay em. Em không có một chút nào gọi là muốn nhận thêm nữa. Mà thấy hai con nó cầm nó giữ gì hoài, em mới đành im. Em rồi em sợ anh, để anh không quay nữa đi rồi em tâm sự riêng với anh. Không, cứ nói đi, gì nó thực tế hơn. Nhưng mà vì sao không muốn nhận nữa, nói em nghe với. Em thấy vợ chồng em vậy là may mắn lắm rồi đối với tất cả mọi người. Mình cũng chưa đến nỗi là bằng cùng lắm. Gia đình cũng, vợ chồng đều, tất cả đều, hai vợ chồng đều cũng còn nhỏ tuổi rồi, có sức khỏe rồi, vợ cũng có công chuyện bằng ăn, em cũng vậy. Con cái nó bệnh thì hồi xưa thì giờ nó cũng đỡ nhiều rồi. Thì tự hai vợ chồng cùng nhau phấn đấu lên. Chị cũng nói vậy luôn chứ, hả? Dạ, cũng chứ trông chờ vào sự giúp đỡ của quý Mạnh Thường Quân Hoài thì cũng không được, tại vì còn nhiều hoàn cảnh khó tệ hơn mình nhiều lắm. Tại vì tâm nguyện của vợ chồng em từ xưa giờ, nếu mà có được may mắn giàu có thì cũng đi làm những điều phước thiện từ thiện. Nghe anh nói mà tự nhiên cái mình thấy cũng, mình cũng cảm động theo với anh với lại chị cũng như lơ với lại gia đình nè. Rất là hiếm gặp những cái trường hợp nào mà như vậy hả cô bác anh chị? Anh là tính trả lại luôn hả? Nhưng mà thôi, bây giờ Mạnh Thường Quân đó em không biết là ai rồi sao trả. Tặng cho chú luôn á. Thôi, vậy chai nước mà tặng gì? Thôi chú không uống đâu. Vậy mà bây giờ em đâu biết ai đâu, thôi cứ nhận đi. Thì ví dụ như chị đi bán á, chị gặp người nào khổ khổ á thì chị chia là một phần nào ít, mua hộp cơm hay là chai nước chị cho những người mà vất vả hơn là được rồi. Mình có nhiêu thì mình giúp nhiêu. Thì thật sự những cái công việc như anh nói đó là vợ em thường xuyên làm. Bà xã thường đi mua, thấy người ta bán chim cò gì ở dưới đỏ là đã mua hết. Không biết còn có tiền không là bà mua bà thả. Bà cũng cho mấy người mà khổ đi bán số cùng với bà. Thôi thì trước khi ra về á, anh chạy theo á Bùi Hồ, cô bác quý anh chị, anh nắm vai của Bùi Hồ lại nói là đừng có nhận nữa. Thì một lần nữa thì cũng thay mặt cho anh để nói là gia đình của anh không có nhận sự hỗ trợ nữa. Anh cảm thấy mình như vậy là rất là may mắn đối với những cái hoàn cảnh khác, những gia đình khác rồi. Nói nước mắt của anh gưng gưng luôn cô bác quý anh chị. Rất hiếm những cái trường hợp nào mà không có muốn nhận tiền nữa dưới sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân ha. Thôi, chúc gia đình anh sức khỏe, em sẽ thường lời xuyên thăm gia đình của mình mà không có quay phim nữa. Ha, có gì khó khăn thì cứ alo em. Và chắc là từ nay về sau là chắc hết khó khăn rồi đúng không? Thôi vậy chào anh ha.